đây có khỏe không? Thương mấy mẹ có khỏe không? Có nhà không nhỉ? Thị Sua ơi! Có nhà không nhỉ? Chúng tôi đến gặp gia đình một tí nhỉ? Anh đến có vấn đề gì ạ? Hôm nay tôi đưa bà Nhị đến, có đôi lời muốn nói với gia đình. Bà tôi xin lỗi rồi chả, bà tôi chắc nha. Ôi tôi cưới bà tôi hiểu nha, cái bà chắc mà tôi chắc mới hổ mơ chả. Các hàng xóm láng giềng niệm vào đây bảo ban cảnh đây giúp đỡ cảnh đây lại đây nhà mấy em bình hoàn khai hoang và là ba mà xong ba ba lúc tâm trả hết lá tôi khắc chín lá. Bà Nhị sau khi đến với chính quyền thì cũng đã hiểu được rồi, thì hôm nay bà đến là cũng mang một ít rau đây này, thì hai bên là cũng thông cảm cho nhau nhá, từ sau là không đến để nhúng nhiễu hay là quấy phá nhau nữa, phải hàng xóm là phải đoàn kết nhá. Bà vẫn được chăm chả mà cũng khác hơn nó. Đây. Mà cũng quên lúc đó. Bà xin lỗi à, bà cứ một chút, bà hát cúc ở đây. Có lẽ cũng xong rồi đấy nhờ. Đây bà Nhị cũng đến chồng lại giúp rồi. Thì hai bên là giúp đỡ nhau nhá, không được đến quấy nhiễu nhau nhá. Bà nhớ chưa? Chào gia đình nhá. Chào nhá. Mẹ đi đâu em? Mẹ với Ben đi lấy khế đi chợ bán đi. Lấy ra. Vâng. Ừ. Bán cho con một ít, con lấy một ít mang đi bán. Thì cứ lấy đi. Vâng ạ. Thế nhà mình thôi mà. Vâng. Bà không bán đâu, cháu cứ lấy đi bán đi. Vâng.
Còn đến 9 rồi con ăn. Việt Nam và Hà Lan kỳ vọng khởi đầu mới, đột phá mới về hợp tác công nghệ cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan. Vâng, đây để mẹ cho anh cái xe lấy nhá. Ben ơi, cho bà gùi cho mẹ nha. Nhặt vào cho mẹ con ơi. Thank you.
trường phải có việc làm rất là nhà máy đầu tư là một nhà có ngay và chỉ được một chủ nhân ở đầu. Thì cái này tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta nên có cách nhìn tích cực. Tại sao các quốc gia chẳng hạn hỗ trợ bao nhiêu tỷ đô để thành lập nhà máy? Nhà tiền nhiều không cơ? Được quan điểm sau từ doanh nhân Nguyễn Tự Quảng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghệ TKV. Ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc, họ thúc đẩy Samsung hay là Huawei hay Xiaomi để trở nên những công ty lớn nhất thế giới hiện nay. Ừ, anh đi. Nó chua lắm. Chua lắm à? Thế thì nấu canh con ạ, nấu canh chua thôi. Ngô to nhỉ bằng nhờ. Cháu đi mua quả vậy, đi lấy quả về hả? Giờ có mỗi bằng này thôi bà. Mỗi bằng này thôi. Bà lấy mấy quả về nấu canh chua. Bà lấy mấy quả về nấu canh chua nhá. Đâu? Bà mang cái khế về nấu canh cá. Bà có mấy con cá ở trong kia. Bà đi lấy về cho các con đi nấu khế ăn nhá. Mẹ ơi. Nào quá tối. Cho cháu mấy con cá đi nào. Cá ngon quá bà nhỉ. Cái này là nấu nấu canh khế. Canh khế đấy. Thế con xin bà nhé. Vâng. Con xin bà. Mẹ nói về đi. Alo mời. Mẹ thử bà nhận mua à? Ừ. Thôi về đi con, về con nấu ăn cho nó sớm. Đi. Đi về con, về nhà. Con nào nhà của bà chết. Con nào nhà tiếp. Chọn cứ 5 quả 1, 5 quả 1 cho vào một túi. Rồi, 5 quả 1. Cuối rồi anh. Không chua.
em bán bao nhiêu chị? 5.000 một túi thôi. Anh ăn thử xem. Vâng. Em ăn thử. Được thì mua hộ em một túi. Được. Thấy chưa? Chua nhỉ. Anh lấy hộ em một túi. Cảm ơn nhé. Cầm vào nước cho mẹ. Ăn nước quá rồi nhá. Cầm cho mẹ đi. Ok. Đây, cái đấy bỏ rồi, cái đấy vứt thôi. Cái đấy vứt đi thôi. Lên đây, lên đây. Đây. Thế.
Ăn. Chín nó mới ngọt. Xanh là chua. Đang lấy hạt. Lấy hạt ra. Lấy hạt ra để ngày mai trồng. Của chị Trà này con. Mình đi thăm chị Trà đi. Trà ơi. Con còn nhớ chị Trà không? Mình đến thăm chị Trà không mang cặp cho chị Trà luôn nhé. Trà ơi, con nhớ chị Trà ơi. Con nhớ chị Trà. Thank you.
ăn được nhiều đấy. Bao em còn hết á, mày tiền thì đổ vào cái bao to vậy em. Sao? Mẹ. Ôi, cậu này có khỏe không? Cậu với mẹ có khỏe không? Có. Bây giờ con có hai người mẹ nhá. Mẹ nuôi nè, mẹ ruột nè. Thích không? Thế con có nhớ mẹ với em Ben không? Có. Đấy, trời. Mẹ mua cho con đi nè. Con lấy quà. Con xin bao nhiêu? Đi mẹ con đâu? Đi mẹ con ăn mẹ sao? Được chưa? Dạo này bố nó còn hay uống rượu không chị? Bố của trà ấy. Dạo này con hay uống rượu rồi em. Đỡ rồi đúng không? Đỡ. Thế trà về với mẹ, trà đã đi học chưa? Chuẩn bị lớp đi học chưa? Đi rồi anh nhỉ? Đây là con đúng. Hôm trước em quên mở cái cặp để cho cháu đi học ấy. Hôm nay em mang cái cho cháu. Với lại thăm cháu một chút. Xong em cũng xin phép về luôn. Ba mẹ con cũng có thời gian đấy. Bố nó không uống rượu nữa thì em cũng yên tâm cho trà ở. Không thì em cũng lo lắm chị ạ. Vâng. Chị ạ, em đã quan tâm đến cháu. Trà ở với mẹ nhá. Mẹ với em đến xin phép về luôn thôi nhá. Bây giờ con ở với mẹ để ngoan nhá. Đi học ngoan ngoãn xong là mình có thời gian về đến thăm con nhá. Con chào mẹ. Có gì chị để bảo em, chị để bảo bé với em rồi nhé.